Lazada, chính sách không đồng kiểm giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính sách mới thay đổi dựa trên các khảo sát mà Lazada đã thực hiện nhằm mang thêm quyền lợi cho khách hàng, nhà bán hàng và nhân viên giao hàng, đại diện Lazada cho biết. Vừa qua thì trang thương mại điện tử Lazada Việt Nam thông báo cải tiến về chính sách giao hàng. Và nếu như theo quy định cũ thì khách hàng được mở bao bì, thùng hàng của Lazada trước khi đồng ý trả tiền hoặc là nhận hàng. Thì giờ với chính sách mới thì nhân viên giao hàng sẽ không cùng kiểm tra với khách hàng khi giao hàng. Và để làm rõ thêm về sự thay đổi này thì đại diện Lazada cho biết đây là kết quả từ các khảo sát mà sàn thương mại điện tử này thực hiện thường xuyên nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua hàng của người tiêu dùng. Lazada luôn cam kết kiểm soát chặt chẽ những dịch vụ mà các nhà hàng cung cấp và quy trình không thay đổi đến hiện tại, đại diện Lazada cho biết. Sàn thương mại điện tử này cũng khẳng định thời gian vận chuyển luôn được đảm bảo và quy trình đổi trả hàng không thay đổi. Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm đã đặt mua, có thể trực tiếp trao đổi với nhà bán hàng để đổi trả lại hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày hoặc là 15 ngày đối với các sản phẩm chính hãng bán trên Lastmon. Khách hàng sẽ không phải trả chi phí thêm bất kỳ chi phí nào khi đổi trả hàng vì tất cả hàng hóa sẽ được đổi trả miễn phí. Và bên cạnh đó, với mong muốn tăng trải nghiệm mua hàng trên Lazada thì chúng tôi sẽ đã thực hiện chính sách mới để người mua hàng có thể đổi trả hàng hóa, phản hồi trực tiếp với nhà bán hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn, đại diện phía Lazada cho biết. Với chính sách mới thì nhà bán hàng cũng sẽ nhận được những góp ý trực tiếp từ khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Việc này giúp gắn kết người bán hàng và người mua hàng nhiều hơn chứ không tăng thêm việc cho các nhà bán hàng. Và nhiều phản hồi tích cực từ nhà bán hàng cũng đã được ghi nhận sau khi chính sách mới này chính thức được áp dụng. Và bên cạnh đó thì các nhân viên giao hàng này đã có thể giảm bớt áp lực khi không phải cùng kiểm tra với khách hàng những sản phẩm mà họ không có kiến thức và không có chuyên môn tốt để giải thích hay là phản hồi trực tiếp. Thực tế thì Lazada không phải là sàn thương mại điện tử đầu tiên thực hiện việc ngừng đồng kiểm khi giao hàng, và các sàn quốc tế thì cũng đã áp dụng chính sách này từ rất lâu. Với 7 năm hoạt động rất thành công tại Việt Nam thì việc thực hiện chính sách ngừng đồng kiểm này có thể là bước đi chiến lược nhằm giúp nâng cao trải nghiệm mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó thì việc vận hành cũng trở nên hiệu quả hơn đối với Lazada Việt Nam. Lazada tiếp tục giảm mạnh lượt truy cập và mất đến hơn 30%. 3 tháng đầu năm nay thì lượt truy cập của Lazada đã giảm đến hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và 10% so với quý gần nhất. Và từ vị trí số 1 thì Lazada hiện bị Shopee và Tiki bỏ lại rất là xa. Theo báo cáo bản đồ thương mại Việt Nam quý 1 do iFry vừa công bố thì thứ hạng 4 website thương mại điện tử dẫn đầu thị trường không có sự biến động so với quý gần nhất. Và đứng đầu vẫn là Shopee với gần 40,8 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Và 3 vị trí phía sau lần lượt thuộc về Tiki, Lazada và Sendor với 35,7, 29,1 và 25,4 triệu lượt truy cập. Trong đó thì AD rồi đứng ở vị trí cuối cùng trong top 5 nhưng chỉ có trung bình 7 triệu lượt truy cập website mỗi tháng. Theo iPry thì quý 1 luôn là giai đoạn thấp điểm với các trang thương mại điện tử do kỳ nghỉ Tết âm lịch rất là kéo dài. Dù vậy thì cả Shopee, Tiki, Sendor đều duy trì được lượt truy cập ổn định với mức sụt giảm thấp hơn 1%. Trong bối cảnh đó thì Lazada là ông lớn duy nhất chứng kiến sự sụt giảm đáng kể với mức tăng trưởng âm 10% so với quý gần nhất. Đặc biệt nếu so với cùng kỳ năm trước thì lượt truy cập của Lazada đã giảm đến 32%. Trong quý 1 năm 2018 thì mỗi tháng Lazada đón nhận là 42,5 lượt truy cập của người dùng và bỏ xa đối thủ thứ hai là Shopee gần 18 triệu lượt truy cập. Sau một năm thì câu chuyện hoàn toàn đổi chiều. Lượt truy cập của Lazada liên tục sụt giảm và chỉ tăng trưởng duy nhất vào quý 4 năm 2018, thời điểm nhiều chương trình khuyến mại của mùa mua sắm cuối năm diễn ra. Ngược lại thì 3 đối thủ chính của Lazada đều tăng trưởng ổn định trong 9 tháng cuối năm 2018 và tốc độ thấp nhất gần 20% mỗi quý. Hiện tại thì Lazada chỉ xếp ở vị trí thứ 3 trên thị trường và bị Shopee và Tiki bỏ lại với khoảng cách lần lượt là 11,7 và 6,6 lượt truy cập. Hiện tại thì Lazada chỉ xếp ở vị trí thứ 3 trên thị trường và bị Shopee và Tiki bỏ lại với khoảng cách lần lượt là 11,7 và 6,6 triệu lượt truy cập. Trong khi đó thì Sendor cũng đã thu hẹp khoảng cách với Lazada từ gần 22 lượt triệu truy cập website mỗi tháng xuống chỉ còn 4 triệu lượt sau mỗi năm. Một điểm đáng chú ý của thị trường Việt Nam trong quý 1
chính là sự chia tay đột ngột của sàn thương mại điện tử đứng đầu trong lĩnh vực thời trang Robin Online, tiền thân là Zalozha Việt Nam. Zalozha chính là người anh em song sinh của Lazada, được Rocket Internet đưa vào thị trường Việt Nam từ năm 2012. Và năm 2016 thì Central Group của gia tộc tỷ phú Thái Lan Chirathivat đã mua lại Zalozha Việt Nam và đổi tên thành Robin Online một năm sau đó để đồng nhất với thương hiệu bán lẻ truyền thống của tập đoàn này. Tuy nhiên sau 2 năm thì Central Group đã phải đóng cửa sàn thương mại điện tử từng được đặt rất nhiều kỳ vọng trong khung cảnh không kèn không trống với lời giải thích. Dù đã nỗ lực nhưng vẫn chưa thể đưa ra kế hoạch cho Robin Online trong tương lai. Và trước khi ngừng hoạt động thì Robin.vn là website thương mại điện tử trong ngành hàng thời trang có lượt truy cập cao nhất Việt Nam với 9.625.000 lượt truy cập mỗi tháng theo số liệu của iPrice và vẫn đang tăng trưởng đều đặn. Ôm cục tức đi khiếu nại vì mua hàng online. Rất nhiều khách hàng cho biết dù trả phí nhiều hơn nhưng vẫn rất bực tức vào mình khi mua hàng qua các sàn thương mại điện tử, bởi mua hàng mới lại được giao hàng cũ, hàng chất lượng không đúng với giá tiền. Phổ biến nhất là tình trạng khách hàng mua nhận được món hàng không giống như cái mình đã chọn và thường có hình dáng tương tự nhưng chất lượng, giá trị hay là phiên bản thấp hơn so với sản phẩm được chọn mua, và trong đó là chủ yếu nhóm hàng điện tử. Mua hàng mới, giao hàng cũ. Trong đợt khuyến mại khủng nhân dịp sinh nhật sàn thương mại điện tử Lazada thì anh Đảng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đặt mua một chiếc điện thoại Samsung A7 phiên bản năm 2018 và theo niêm yết thì điện thoại này có giá hơn 5 triệu đồng nhưng được giảm 43%, còn giá là 2 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận được hàng thì anh Đảng đi từ hẫng hụt đến thất vọng rồi rước bực mình vào thân. Tôi đặt mua trước Samsung A7 2018 nhưng họ lại giao Samsung A7 2015 và khi phát hiện nhầm sản phẩm tôi đã liên hệ với sàn để được đổi trả nhưng cách sàn này xử lý làm tôi còn hoang mang hơn, anh Đảng kể lại. Ban đầu anh gọi đến thì nhân viên nói hệ thống hiển thị đơn hàng của anh chưa được giao. Và sau nhiều lần gọi điện thì anh được phía bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu chụp hình sản phẩm đã được giao và gửi qua email để bộ phận này xác nhận. Họ nói không nhận được email của tôi dù tôi đã gửi 2 lần trên địa chỉ mail đó. Xét về giá trị thì điện thoại giao cho tôi rẻ hơn đến một nửa so với món hàng tôi đã đặt, anh Đảng bức xúc. Tình huống mà anh Khoa ngụ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh trải qua còn dở khóc dở cười hơn. Đầu tháng 3 năm 2019, anh Khoa đặt mua một chiếc xe đạp giá trị gần 2 triệu đồng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Và theo thông tin trên đơn hàng thì ngày đặt hàng là ngày 4 tháng 3 năm 2019, thời gian giao hàng là 19 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2019. Và tới ngày nhận hàng thì anh không thấy hàng đâu, mà trên hệ thống của Shopee ghi rằng đã giao hàng vào 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2019. Khi anh Khoa liên lạc lại thì phía chủ sàn trả lời việc giao hàng là của nhà cung cấp nên giờ sàn sẽ dò sát lại, khách hàng cứ chờ. Và trong khi gọi điện đến nhà cung cấp thì chẳng ai bắt máy. Và tôi không rõ họ có biện pháp xác nhận với khách hàng liệu có nhận được hàng hay là không, nhưng có quá nhiều rủi ro cho khách hàng với quy trình giám sát đó, anh Khoa chia sẻ sự bức xúc của mình. Nhiều người mua hàng trên sàn thương mại điện tử còn gặp trường hợp nhận được sản phẩm lỗi và có liên hệ với cửa hàng để đổi trả, nhưng do thời gian chờ đợi giải quyết quá lâu khiến sản phẩm không đổi trả được do hết thời gian trả hàng theo quy định. Và theo một số người chuyên mua hàng online thì không loại trừ đây là thủ đoạn mới của những người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Chủ sàn liệu có vô can? Đại diện Lazada cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh của anh Đảng và sau khi rà soát kỹ đơn hàng thì nhận thấy nhà bán hàng có dấu hiệu lừa đảo. Vì vậy Lazada đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và quy trình này sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Và để hỗ trợ cho khách hàng thì Lazada sẽ tiến hành thu hồi hàng và hoàn tiền cho khách này, đơn vị chia sẻ của Lazada cho biết. Trong khi đó thì đại diện sàn Shopee cho biết những tình huống mà khách gặp phải về việc đổi trả hàng sau khi nhận hàng lỗi thì có thể xuất phát từ việc khách hàng đã gửi trả hàng trực tiếp nên chưa được hưởng chọn rất nhiều quyền lợi khiếu nại khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee, và các chủ sàn đều có công cụ bán hàng và khách hàng được khuyến khích trao đổi trên nền tảng này. Thưa ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, dự kiến năm 2019 thì tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam sẽ đạt 30% và ngày càng phát triển hơn. Và việc tăng trưởng này thì không đến từ chỉ số lượng người bán hàng tăng nhanh, mà là cả một hệ thống sinh thái đồng loạt cùng phát triển từ các công ty công nghệ, công ty chuyển phát, giao hàng và đến cả hạ tầng mạng. Tuy nhiên thì đến nay không nhiều doanh nghiệp cá nhân thật sự hiểu rõ cách thức bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Kinh doanh thương mại điện tử của Việt Nam hiện chiếm chưa đến 10%
so với doanh thu bán lẻ truyền thống, trong khi các nước phát triển tỷ lệ này đã là 40-50%. Luật đã quy định trách nhiệm về các sàn về đảm bảo chất lượng hàng hóa bày bán trên các sàn. Và thời gian tới thì các sàn còn nhiều việc phải làm để xây dựng uy tín và niềm tin cho người tiêu dùng, ông Dũng chia sẻ. Các chuyên gia thương mại điện tử cho rằng để tránh bị thiệt thòi thì trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, khách hàng cần chú ý kiểm tra nhãn quan bên ngoài như là hộp hàng có bị rách, móp hay là có phát sinh vấn đề gì bất thường hay không. Và nếu cảm thấy bất thường thì từ chối nhận hàng. Và trường hợp đã nhận hàng, mở hàng và phát hiện ra sản phẩm có vấn đề thì tuyệt đối không sử dụng sản phẩm mà phải nhấn chức năng khiếu nại, trả hàng hoàn tiền trên ứng dụng của các sàn theo thời gian đúng quy định, một chuyên gia khuyến cáo. Các nhà bán hàng trên các sàn cũng kêu than. Không chỉ bị người mua hàng phản ánh thì rất nhiều chủ cửa hàng cũng than phiền về cách quản lý của các chủ sàn. Anh Phạm Thanh Đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và dịch vụ Đăng Khôi có mở một gian hàng trên sàn thương mại điện tử, cho biết bản thân người bán hàng trên sàn cũng gặp rất nhiều rủi ro. Hàng hóa bị thất lạc, đơn hàng không được giao đến khách, bị trả lại nhưng hàng không biết ở nơi đâu, người bán hàng cũng không được thanh toán, anh Đoàn cho biết. Và theo những người bán hàng online thì để chọn một sàn thương mại điện tử bán hàng, người bán hàng quan tâm tới rất nhiều các yếu tố như là chính sách, dịch vụ hỗ trợ, chiết khấu bán hàng, công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hỗ trợ vận chuyển. Chưa kể, sau một thời gian dài thả ga chiêu mộ, lôi kéo các nhà bán hàng vào sàn, thì các nhà quản lý sàn thương mại điện tử bắt đầu triển khai thu phí và áp dụng nhiều điều kiện hơn. Nói là phí thanh toán, nhưng thực tế thì sàn tính phí trên cả phí vận chuyển, trong khi phí ship nhiều lúc chiếm tới 20% chi phí của sản phẩm.